Anh nó có hai cái cung phía trước trong vận chín và cái phương vị này là cung quý nhân. Cái giường này xoay lại đi, quay lại cái giường đầu giường vào đây, cho bà ngủ đây rất tốt này. Đấy, quay cái đầu giường vào đây, cái chân đã chân lên quay ra trên. đây nhé, và cái kệ tivi anh đưa sang bên đây. Để xem một ngôi nhà tốt thì đầu tiên ấy là chúng ta phải biết được tuổi của chủ nhà. À, ví dụ đây là bác chủ nam là sinh năm 1971 thì thuộc cung Khôn, tức là cung địa mẫu. Bác này bác đảm lắm đấy, mọi việc việc gì làm cũng được, chăm con cũng được cơ, chứ nói là đến mọi việc. À, thế còn vợ đâu rồi? À, bác chủ nữ này thì 1973 Quý Sửu thuộc cung Càn. Hai vợ chồng vừa thầy nói là lấy nhau được cung Phúc Đức. Đấy, Phúc Đức thì sẽ vượng cho con cháu nha, và thọ nha. À, cái hai nữa thì chúng ta sẽ đo đến cái hướng, thì cái hướng nhà bác đang ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn. À, cung Tốn thì cái nhà này thì được vượng tài, à, tức là có tiền có của. À, nhưng mà bác Phạm Bát San đấy, vì cung Hoa hại, thực ra Hoa hại thì nó chỉ hay vợ chồng hay dọ nhau tí thôi. Ngày mới lại tài chính kinh tế là nó có hao hụt, chứ hao hụt nó không đáng kể, vẫn ăn nên làm ra, đúng không? Anh thì Phạm Ngũ Quỷ, vợ Phạm Hoa hại như anh Phạm Ngũ Quỷ, anh mệnh khôn đây. Nam thì đi Tây Nam Ngũ Quỷ, Tây Lục Sát, Tây Bắc Hoa hại. Anh ở trên Hà Nội lâu chưa? Con lên đấy được khoảng mười mấy năm. Nhà trên hướng gì? Nhà con hướng lại hướng đông bắc à thầy. Mình Đông Bắc. bạn đi xuống này. Quay mặt lên đây. Đây Đông Bắc đây. Đấy, Đông Bắc ấy thì Đông anh ở hướng đó thì anh được thiên đi. đến tỉnh À, sinh khí thì vị trí là anh làm nhà, anh cái căn nhà trên đó thì anh được hưởng sinh khí. Sinh khí anh làm ăn thuận lợi ở cái nhà trên đó, hướng Đông Bắc. Trong cái hướng này anh Phạm Ngũ Quỷ. Ừ, ở hướng này là anh ốm đau bệnh tật. Ngũ Quỷ ai ơi khổ lắm mà, quan dương âm quỷ chẳng thương ta. À, người âm người dương họ chả thương. Ừ. Con tuổi gì? con 98 mộng dần đây, nó giáp lên đầu năm mèo cuối năm hổ rồi thầy. Âm là mèo, dương là mèo. Cũng thuộc Tây Tứ. Thế còn ai tuổi nào nữa? Con cháu 2002 là trai hay gái? Cháu con trai, con có hai thằng. Đều là Tây Nam hết, tất cả nhà toàn Tây Tứ Trạch, ở nhà Đông Tứ Trạch. Cái nhà này không tốt, tức là không hợp với lại ai trong nhà anh cả. Cái này nó phạm vào cái sai thác không vong, cho nên trước mà anh ở cái ngôi nhà này thì làm ăn hay bị thất thoát. Nhưng mà bây giờ ai ở? Bây giờ thỉnh thoảng có mẹ con. Bà sinh năm bao nhiêu? Bà năm nay 75 rồi. 76 rồi. Bà sinh năm bao nhiêu? Tuổi Sửu. Châu. Kỷ Sửu. Ừ, đúng không? Kỷ Sửu thì ở đây, ở hướng này được, để cho bà ở. Anh đi lại thôi. Vâng, thì con chủ yếu là cứ nhưng mà cái tên tuổi cái nhà thì đừng lấy tên của anh. Bia đỏ thì đứng tên anh, nhưng mà nhập định đừng có nhập định tên anh, nó hại đấy. Nó phạm bát san mà. Người dương chúng ta thì lấy bát sang, lấy hướng đón thái dương đáo cung này. Hơn nữa nhà anh nhìn thấy có một cái mái nước nó chảy kìa, nó không phải đồ của mà nhà anh hướng đông nam đấy. Tức là kêu anh nhìn cái mái nước kia nó chảy vào đây này đấy, là phạm. Bây giờ cho nên bây giờ cái nhà này này để mà yên ổn đấy thì anh sẽ đặt một cái kim bài ở cổng kia và một cái kim bài ở đây này, treo một kim bài thái tuế ở đây này. Thì gia đạo sẽ yên ổn, chứ để này là không yên ổn. Năm lúc là gia đình cũng có nhiều chuyện lắm,
đúng không, đối rèn lắm đấy, là nó ảnh hưởng ngôi nhà. Xong đó là nhập định tên của bà thì bà thuộc đồng tứ, nhập định tên của bà nha. Anh không phải lo là tên năm khi mình mở cửa hàng mình vẫn có thể lấy tên người khác được mà. Vâng, vâng. Nhưng miễn sao cái số đó là tên của mình. Vâng. Vâng. Pháp luật nó của mình nhưng mà mình có thể lấy tên người khác. Con lễ bái thì là coi như viết sớ là viết tên bà. Viết tên bà. Vâng. Con cháu chỉ là hợp đồng giao quyền đẳng với các con các cháu thôi. Chứ đừng ghi tên của anh, đại diện vợ chồng anh là anh rắc rối cái ngôi nhà đấy. Anh vi phạm bát san mà. Vâng. Thì cái này phía trước kia anh chỉ cần treo cái kim loại thay thế với cái cửa này. Trên này hai cái là được nhé. Thầy lấy đấy, tôi lấy mà. Nhưng mà cái cửa này của anh ấy là cái cửa rất tốt này. À, cái cửa này là cửa Tây Nam phục vị. Đèn đó thì mày sáng được. Ủa, chờ tí. Hai nữa là cái bếp của anh này, cái bếp này anh đã chế được cái hướng cổng anh phạm ngũ quỷ đấy. Sinh khí mà chế ngũ quỷ. À, cho nên là cái bếp này anh đặt bếp phải đun nhiều vào cái bếp này. À, cái cửa kia thì hạn chế mở nhiều hai cái cửa này, đi lại hai cái cửa này. Nha. Cái cửa này thì anh treo một cái kim bài một cái bát quái cầu nõm mỗi cái cửa này thôi, cái cửa kia không cần. À, treo mỗi bát quái cầu nõm đây nhé. À, tức là nó thu cái khí tốt vào, còn cái kia thì nó phạm bát san thì phải chắn nó vào. Nhà hóa giải âm dương đi nha. Anh đặt cái bếp đây được rồi nhé. Anh được sao quý nhân nha. Con này được sao quý nhân. Đây là cái cung rất đẹp, anh không đặt tivi đây được nên là cung hỏa tinh. Chỗ này hoa các thứ này nó phạm vào thanh sát nghe chưa. À, không được. Đây anh chuyển sang đây cho 8 9 1. À, đây dĩ sát nó nằm ở đây. Hay là đây tam bích, cái cửa này tam bích tứ lục, đây là sao văn xương. Cái chỗ này, cái chỗ này thay về cái tranh mấy cái con hiêu kia thì anh treo cho thầy một bức tranh, dán một bức tranh hết cái ô này hoa lá thiên nhiên tứ lục văn xương. Trên này anh để cho thầy ba cái tháp văn xương, cái tháp pha lê đấy ở đây để kích hoạt cái cung văn xương. Văn xương liên quan đến gì, địa vị danh nợ này, quyền lực. À, người ta nói nhất chữ mà, có đúng là chúng ta nào có giàu có là do chúng ta có cái chữ không, đúng không? Đấy, thì kích hoạt lên, tức là hết cái ô này dán một cái bức tranh nha. Hoặc là chỗ này thôi, bằng cái này anh dán bức tranh thiên nhiên nhé, nhiều hoa lá đấy, nhiều hoa lá đấy. Và có cái tức là bức tranh thiên nhiên có cả nước, nhưng chỗ này nó là thủy tụ nhá, có hạt này, có hạt bay này, có thủy tụ này. À, có nhiều hoa lá này và đặt ba cái tháp văn xương lên trên đây, ông Sơn Lý Quân nhá, mai sau con cháu rất thành đạt nhá, bình an. Không có thầy có mua giúp để chống trải nhá, đừng để cái gì vào đây đấy. Đây là ngũ hoàng sát, nó để chống trải. Lục bạch kim tinh, đây trong nhà anh nó có hai cái cung phía trước trong vận chín và cái phương vị này là cung quý nhân. Cái giường này xoay lại đi, quay lại cái giường đầu giường vào đây cho bà ngủ đây rất tốt này. Đấy, quay cái đầu giường vào đây, cái chân quay ra đây nhá, và cái kệ tivi anh đưa sang bên đây, đưa vào phương sang chỗ này. Thóc xích, cái cung này là cung sao phá quân. Cái này mà tôi nói riêng vợ chồng anh mà ngồi mà ăn chỗ này nha, 10 bữa là phải 6 bữa cãi nhau nếu ngồi ăn chỗ này. À, cứ ngồi mà 10 bữa kiểu gì cũng có 6 bữa cãi nhau. À, cho nên là cái chỗ này anh dán cho thầy 9 đồng cửu tú vào đây, nó có đồng tiền cửu tú đấy, nó hóa giải âm dương chỗ này, dán 9 đồng vào đây nhé là được rồi. Đây trên đâu phòng thờ đâu. Thì chúng ta làm ba điều này là điều đã tốt rồi nhé. Thứ nhất là chúng ta để ban thờ lúc nào phải sạch sẽ nhé, vì nơi đây là nơi tôn nghiêm. À, để sạch sẽ cái hương này chúng ta có thể tỉa theo ví dụ như 29 ta tỉa thì mùng 1 hay 30 là chúng ta tỉa bớt đi, chúng ta đừng để hàng năm như này, anh để quá nhiều nó vãi ra này.
anh hót bớt nó đi. Không phải cái việc là chúng ta nhổ chân nhang hay là hót tàn nhang bảo sái đi là nó mất lọc được. Chúng ta để bẩn nó mới mất lọc. Như các cụ đấy. Bây giờ thầy mới nói cho mọi người này. Thế tại sao mà những cái nơi nào ô uế bẩn tưởi thì lại có tà khí, âm khí, mà những nơi sạch sẽ nó không có? Là tức là gì, nguyên lý khoa học thì những nơi ẩm thấp nó sinh ra rêu mốc ấy, thì nó sẽ sản sinh ra các cái gọi là khí ác, người ta gọi là tà khí. Thế còn nơi sạch sẽ, ngôi nhà chúng ta ở đấy mà chúng ta phải sạch sẽ, tường nó phải sáng sẻ, sáng sủa, khô sạch đấy, thì cái ban thờ nó mới có vượng khí. Cái ban thờ chúng ta lúc nào phải để sạch sẽ nha, không được có đồ giả nha. Hai nữa, nước chúng ta chỉ cần 3 cốc nước thôi, không cần 5 cốc là 3 cốc thôi. Ba bát hương rồi, công đồng Phật Thánh, công đồng gia tiên, bà tổ cô được rồi. Đấy, nước tức là khi mà chúng ta thắp hương ấy là gì? Là hương là giới, nước là định và đèn là tuệ. Tức là đã thắp hương là phải châm đèn, là phải rót nước. Đấy, thay nước mới thắp hương là giới định tuệ là điều tốt rồi nha. Thế còn chúng ta có quả hoa quả này thì điều phải hương hoa trà quả rồi, có ngai. Ngai là thờ từ đường, chúng ta có ngai hay khám thì cái tùy thuộc theo gia đình. Để chúng ta bài trí cái bàn thờ về cái kiến trúc, cái không gian bài trí bàn thờ này thì rồi. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem nào cái năng lượng ở đây xem nó như thế nào ạ. Nha. Đây. Mọi người xem nhé. Là ở đây là cái năng lượng dương. Nhưng mà không phải tốt như này do mình đóng cửa thôi. Chứ mình mà mở cửa ra thì cái năng lượng ở đây nó sẽ rất tốt nha. Thứ nhất là cái năng lượng ở đây có, là dương là phù hợp với lại người chúng ta sinh sống nha, là có năng lượng. Cái thứ hai nữa thì cái hướng nhà mình thì vẫn là hướng tốn đông nam, được vượng tài nam. Đây, cái trên tầng 2 chúng ta đây, 8, 9, 9, 1, 2, 3. Đây vẫn thuộc nhị hắc sát, cái góc kiệt 9, 1, 2, 3, 4, tứ lục văn xương. Kiểu gì trong cái vận 9 này ấy, là trong gia đình anh sẽ sinh, trong cái nhà này này sẽ sinh ra những con cháu học rất giỏi, thậm chí đỗ thủ khoa luôn đấy, mà mai sau rất thành tài. Nhưng thầy chỉ nói trong vận 9 nhé, chứ thầy không có nói vận 1 và không nói vận 2, nó chỉ trong vận 9 thôi đấy. Vì cái vận khí dương trạch chúng ta ảnh hưởng của vận khí mà. Ví dụ bây giờ nhé, đang lắng tự nhiên có cơn gió cơn mưa đến thì nó mát, mà cơn gió tắt đi, mưa tắt đi, nắng lên lại nóng, nó tính theo cái vận khí nó thay đổi à. Ngũ hoàng sát, đây chúng ta có ngũ hoàng sát, cho nên cái này anh trong vận 9 ấy, thì cái phương vị này nó có ngũ hoàng sát, nó đóng, nó đáo vào đây à, cho nên cái này thì cái ngũ hoàng sát thì đơn giản thôi, anh đặt cái tâm kinh và một cái ấn ở trên ban thờ anh là xong à, hóa giải âm dương được. Lục bạch, đây cung này cung lục bạch quý nhân và ba bạch hai bên đây à, hai cái cửa này ấy, là cái trong vận 9 của anh rất tốt à, cái cửa này đấy thì gọi là đường thần thì chúng ta ít khi mở thôi, dỗ chạp chúng ta hãng mở cửa này, cửa này chúng ta phải đóng thường xuyên vào à, nó là đường thần đạo mà à, thì là để cho gì, hay nó gọi là chính môn à, để cho các chư vị thần linh họ đi. Đây là đường này không dành cho người phàm trần chúng ta. Thì chúng ta mà hai bên đây chúng ta có quý nhân, hai cung quý nhân là lục bạch và bát bạch, tại sao chúng ta không mở mà đây đóng vào đây làm cái gì? Đúng không? Thì cái cửa này chúng ta sẽ đóng vào và sẽ mở hai cái cung này đều tốt nhá. Cái cung này thì nó có nhị hắc sát. Nhị hắc sát nó thuộc thổ tinh. À, thì cái chỗ này anh để đây được, nhưng anh để cho thầy một cái bình nhân nhẫn thủy. À, tức là cái bình thủy tinh cho muối và có 36 đồng tiền nhị thập canxi để vào trong này. Nó sẽ tự hút cái này, khi mà cái nước sẽ đổ nước vào, khi mà nước vào trong là nó sạch khí rồi, và nó cứ vẩn đục lên đấy là cái khí này nó rất bẩn, là khí nó rất độc nhá. Mình chỉ đặt ở đây thôi. Đây là cái cung quý nhân thứ nhất mà bước chân cái cửa này lên này đấy, thì cái phía trên này này, đây là sau lục bạch, ở bên kia là bát bạch, thì cái bên này anh dán cho thầy 8 đồng tiền ba tiên ở trên này nhá, là được rồi nha. Còn cái chỗ này thì anh nên dàn xếp, ví dụ như cái bàn này để năm khi mà chúng ta sắp lễ thì cũng là nó cũng tiện, nhưng mà đây nó là cái cửa này, nó sẽ tốt hơn là chúng ta để cái bàn chỗ này, thì chúng ta có thể di rời cái bàn này ra chỗ khác để ra ngoài nhé, để lưu thông cái không gian. Cái chỗ này anh cũng đưa ra ngoài
Đây là trong phòng thờ chúng ta không được để những cái đồ tạp vào trong phòng thờ, thì nó sẽ tạo ra nhiễu sát, tức tạo thổ tinh ấy. À, nhiễu sát là cung thổ mà, à, nó gọi là cung thị phi. Cho nên là nếu mà trong nhà chúng ta cái đồ đạp nó quá bừa bộn thì anh để ý vợ chồng suốt ngày cãi nhau, nó, tức là nó mâu thuẫn mà. Nhĩ hát sát là thổ tinh, như kiểu như gọi là một người nào đó bên cạnh nó kích bác vào. Cho nên trong gia đình chúng ta càng để rộng rãi thoáng đáng ấy, bao nhiêu ấy thì cái năng lượng dương chúng ta càng nhiều thì con cháu chúng ta càng được hưởng phước nha. Thì cái chỗ này anh chỉ cần làm cho thầy như thế được rồi. Anh di rời này ra, thường xuyên mở hai cái cửa đây ra nha. Đấy, còn cái phương vị kia thì treo tám đồng tiền bát tiên và làm cái bình an nhân thủy ở đây. Trên đây để hóa giải âm dương thì anh đặt một cái ấn và một cái tâm kinh. Đấy, đặt ở trên cái khám cái anh của anh kìa. Đấy, ba cái nước cái đó là nhà ta sẽ đặt ở đây này, đặt xuống đây này. Xong nhà ta cho cái cốc nước vào đó. Nhà ta úp vào để cho tàn hương nó không rụng và nó không bẩn cái cốc nước, chứ không phải ba cốc nước mình đặt cái kia mình thờ đâu. Kia nó là ba cái hũ để nước mà. Ở trong mà. Đấy, mục đích nhà ta sản sinh ra là nó để đây. Ta sẽ cho cái này vào trong này, mở ra trong cái cốc vào trong, úp cái kia lên. Và trên đấy anh đặt một cái ấn. Cái ấn nói mà anh biết là cái ấn nó vừa có tác dụng hóa giải với tâm kinh, hóa giải âm dương nhé, vừa cầu tài cầu lộc cầu công danh. Ấn mang liệt vị công hầu mà. Đấy. Thì anh thay vì anh cho thầy cái mảnh vào đây. Đây là anh treo cái mảnh vào đây. Anh treo mảnh, cái này là các cái dây phơi cạnh này nó đều ảnh hưởng đến gì, hóa hình sát, ngô công họa sát, kể cả hàng xóm láng giềng kìa. Thì cái chỗ này anh treo cái mảnh, cái mảnh che mình ấy, không cần phải mảnh đẹp, anh treo xuống này và đóng cái cửa này vào nha. Anh cứ làm như thế xem trong cái không gian của anh sẽ rất đi là tốt luôn nha. Thế đây cái phòng này là phòng ai đây? Phòng ngủ con cứ đi về hai phòng ngủ của anh đâu rồi? Vợ chồng anh khí âm khí nó còn nhiều hơn cái mộ này. Đây là nó do nguyên nhân là chúng ta đóng cửa nhiều quá. Chắc là đi mọi người đóng cửa hết vào trong, bắt đầu là đây là mọi người nhà mở cửa ra, đóng cửa nên mưa nó không hắt. Mở ra nhá, đóng cái cửa này vào mưa nó hắt, mở cửa ra nó sẽ hết thôi. Anh chị ở phòng này được, Tây Nam đây thuộc Đông Bắc nha, ở phòng này được. Thầy 98 cung khôn đây, Đông Nam Tây Bắc, đây nằm phương vị phía Bắc. Về đây khó ngủ, nằm đây khó ngủ đúng không, chằn chọc không ngủ được đúng không? Đấy, vì ở hướng này nó phạm tuyệt mệnh, mà nằm cái phương vị này là cung tuyệt mệnh với bản mệnh của nó. Lắm khi về đây chỉ ở buổi hai buổi thôi, nhưng mà khó ngủ lắm. Cái này mà để dễ ngủ đấy thì đặt cái nồi bát bảo dưới gầm giường này, đút dưới gầm giường này nó hút hết cái khí độc âm đi. Đấy, thì nó sẽ ngủ ngon nha. Đặt cái, ở dưới cái gầm giường này đặt ngủ này. Chưa ở đây nó không ngủ lắm. Nhưng cái két cái củng có phạm trước thì ở đây không phải? Két đây thì anh có dùng gì ở đây đâu mà anh két đây nó chỉ là cái đồ. Không được, đây nó là liên quan đến cái phòng đấy, nó như thế. Đấy, ông bố phải ở đây rồi. Đấy, quý đạo mà quả tim của gia đình, chín bộ não của gia đình là phải nơi tốt chứ. Kể cả con trai nó không nằm đấy, nó xuống phòng khách mà ngủ. Đấy, cũng được, nhưng mà bố mẹ là phải có chỗ ngủ, đây gọi là phòng chủ. Nhâm ngọ hai vợ chồng đều Tây Tứ Mệnh. Con mệnh Tây Tứ Mệnh. Mèo. Bà phải đặt bên kia, còn ông đặt bên này. Đấy, chứ còn ra tiên ông kia là ông mới mất mà chưa sang cát đúng không? Nhiều người nói là sang cát mới được nhập định là không đúng nhá. Qua trăm ngày là cho nên được nhập định vào cốt gia tiên rồi này. Đấy, chứ không cần phải là đợi sang cát ông đâu. Đấy, thế còn nay mai thôi, bây giờ đã để đến bây giờ thì cứ để nay mai sang cát ông thì nhập định ở cốt có vị ông vào đây được rồi. Đấy, thì bỏ cái bát hương kia đi, đưa cái ảnh ông sang đây, bà sang đây. Bà đây giờ chia để cái ảnh của bà. Đổi phụ ông sang bên kia đi, phụ ông đang đứng ở bên này. Đúng rồi, bây giờ nha. Ảnh bà thì lại để núp xuống tận dưới kia. Bây giờ cái ảnh này phải treo lối lên trên kia kìa. Ở đây là hương nhang hoa là che hết ảnh của bà rồi. Ông bà rồi. Ừ, bây giờ tôi mới để ý, nhưng mà tôi là con, nhưng mà tôi thờ bố mẹ tôi trong đó thì tôi để bố tôi bên này. Bà mẹ tôi bên kia. Đúng rồi, thế là đúng. Anh thờ thế là đúng. Đây là con trai mà. Con trai ở đây, con gái bên kia.
Mình đấy. Bây giờ bao nhiêu làm ngay là phải chờ ngày. Cái này anh đừng cứ chuyển ngay, anh chuyển ra là động đấy. Nó phải có ngày, không cần nói chuyển anh chuyển được đâu. Cái này bây giờ làm là phải có lễ. Đấy, anh phải có lễ nghi cơ. Cái này thì anh sẽ chuyển, anh chị sẽ chuyển vào ngày 16 hàng tháng. Đấy. Tức là cái đến ngày 16 tháng này này, 16 tháng 5 này này. Đây chuyển sang trong phải có lễ hương hoa trà nước thắp hương. Nhưng mà tới đây ví dụ như là ngày 11 số, 11 số thì làm. Cũng được, 21 cũng được, 11 thì đằng nào cũng thấy chuyển ông sang đây xong bắt đầu thì nó có lễ nghi mà. Đấy mình nào bảo lễ đấy. Đấy thì anh đến ngày rộ. Cụ ông nhà con sẽ đặt ngang cái cụ kia thì cụ có án gì đấy thì cụ đấy. Không mình để thấp dưới. Đưa cụ cao lên kéo lên. Đưa cao lên một tí. Đưa cụ cao lên. Ông nhà mình. Cái này này lễ nghi hoa quả che hết còn gì nữa. Không để đó là vừa rồi là mình để cái hình của ông lên cái này thấp. Là cái chỗ bà cái này thấp. Thì mình thấy con làm luôn cái này cạnh ao lên trên. Biết. Còn cái đỉnh cái trên đó trên cái cây bằng cây kia. Đấy bằng cái chân dưới bằng cái bảng cây ấy. Nhiều người đấy là cái quan điểm là ông trưởng là ông thờ, thế là ông thứ không phải thờ. Ủa thế nếu mà ông trưởng ông không thờ thì coi như các cụ cũng thôi. Thầy này này. Của tôi trong kia tôi để như thế. Nhưng mà bên vợ tôi bên Hà Tĩnh thì này bảo để như thế này là đúng. Thì tôi bảo cái này tôi chả biết, nhưng mà đọc trên mạng, trên sách báo nhiều tôi bảo là nam tả lấy hữu. Thì đúng rồi. Nó phải như thế nó mới đúng. Nhưng mà đúng bên rồi. Vợ tôi thì này, này như thế này là đúng. Ở Hà Tĩnh tôi bảo thế thì Hà Tĩnh thầy làm suốt rồi đấy, thầy làm đến rồi cả một chục năm ở Hà Tĩnh Nghệ An đấy rồi. Tôi thì ở trong Nam nhưng mà lấy vợ Hà Tĩnh. Thế nhưng mà tôi này tôi để bố tôi bên này. Trong nhà tôi ở trong Đắk Nông là tôi đã nghĩa đó là tôi để bàn thờ thì tôi cũng trọng làm trọng, nhưng tôi để bố tôi bên này, mẹ tôi bên kia. Anh để thế là đúng. Thế còn vợ anh nó bảo sắp đúng rồi, thế về nhà nhà cô mà cô sắp thế cho nó đúng. Tôi cũng nghe, tôi bảo chỉ có Hà Tĩnh đúng không? Mà thôi. Thì anh sẽ phải chắn cái bức bình phong, ví dụ là đứng anh đứng cái bậc cuối cùng này thì nó phải ngang với cái tầm mặt mà mặt anh này. Thì anh làm cái bình phong nó phải đặc cơ, chứ nó không phải chống cái này. Nó gọi là cầu thang nộ tài là tốn tiền của, nhưng cái bậc cuối cùng anh đã bẻ hướng ra đây rồi. Nếu anh chạy thẳng ra đây cơ thì tôi nói anh biết là anh bao nhiêu tiền anh làm tiết kiệm cũng chỉ cho bạn bè vay là nó trả hết. Nhưng mà cái này anh làm cái bình phong ở đây rồi, một là xây bức tường, hai là anh có thể tạo ra bức cái bức vách kín nha. Ở chỗ này là được rồi.